Ăn nhậu dân dã xin gửi đến tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lên một cái clip là sườn non muối ớt nha các bạn. Cái món này mà các bạn kèm với rau sống đồ hay là nhậu là bắt luôn á nha các bạn. Và bây giờ là mình sẽ quay lên cho các bạn xem cái thành phẩm của nó. Đây. Wow. Các bạn thấy không? Nó là cái món này là khi chúng ta dùng với cơm vào cơm trắng mình bình thường thôi các bạn. Các bạn phải cái này bà xã mình làm nha các bạn. Các bạn phải muối trước, giống như nãy là mình giới thiệu đến các bạn á, thì mình muối trước mình để khoảng nửa tiếng, và sau đó mình ướp cho thấm hết, mình để khoảng nửa tiếng. Thì các bạn muốn ngon á thì các bạn phải vào chợ nói người ta là sườn non nha các bạn, mà phải có thêm tí mỡ, tại mình rất là thích món này. Ướp gia vị gồm có sả, ớt, tỏi, và chúng ta chiên lên. Chiên lên thì chúng ta ăn với cơm trắng. Cái món này các bạn kèm với rau càng cua nha các bạn. Ăn với rau càng cua. Và các bạn nhậu với rượu đế hoặc là bia gì cũng được các bạn. Nó mặn mình nhậu rất là ngon. Cho nên là cái món này rất là đơn giản và dân dã. Sườn cộng non nướng. Cái này mà mình kèm với rau càng cua á các bạn. Rau càng cua bắp hoặc là cái rau điên điển bắp gỏi là các bạn ăn rất là ngon, rất là thơm. Đây. Các bạn đăng ký nha các bạn, mỗi ngày mình sẽ quay đưa lên một món ăn dân dã của người miền Tây chúng ta. Thì cũng như là có gì ăn đó đó các bạn ơi. À, đăng ký và xem clip đồ, like đồ, comment đồ cho vui nha các bạn. Đây, bây giờ mình quay qua thành phẩm là mình ăn cùng với cơm nè các bạn. Cơm nguội cũng được các bạn. Cơm mà cơm trắng đó các bạn. Mình nấu cơm cho xốp mềm, rồi sau đó bắt đầu mình sắc ra từng miếng giống như nè. Đó, mình ăn. Đâu rồi, bây giờ mình ăn thử cái cho các bạn xem ha. Ngon. Nó mặn mặn mà nó nói chung có mùi xả các bạn. Rất ngon các bạn. Nó thơm, rất là dễ nuốt và món ăn này rất là dễ ăn. Nếu như các bạn nữ mà thích ăn nữa thì mình làm xoài bằm á các bạn. Xoài bằm mình kèm vô mình ăn. Nó sẽ rất là ok. Còn mấy anh đàn ông của chúng ta đó là chúng ta hãy dùng rau càng cua các bạn, làm dưa chua hoặc là ngó sen rồi đó, dưa chua ngó sen bỏ kèm vô ăn với dĩa cơm này rất là ok. Bây giờ quay lại cái sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên là chúng ta bỏ vào gia vị, ướp nó, có sả, muối, ớt. Đây là chén muối ớt mà mình làm lúc nãy mà còn này các bạn. Đó, rất ngon nha các bạn. Mình phải mua muối cục mới đã nha các bạn, mới thơm. Thịt nó mới săn chắc. Thì sau khi mình ướp như thế này là mình để khoảng 30 phút. Cho 20 đến 30 phút thì cho nó thấm. Và sau đó mình bỏ lên chảo mình chiên. Mình chiên. Mình chiên là nó sẽ tôm ra và nó rất là thơm. Cái món này nè các bạn thấy nó đơn giản, nhưng mà khi các bạn ăn rồi các bạn ăn sạch tô luôn đó các bạn. Bởi vì nó vừa mặn mặn mà nó vừa béo béo mà nó ngậy của cái mùi mỡ đó các bạn. Rồi các bạn chấm với một miếng kèm với một miếng rau ngó sen, dưa chua nè, cà pháo nè, mắm tôm rồi cũng được các bạn. Rồi các bạn kèm với nói chung là xoài, với bạn nữ thì ăn xoài,
đó, xò lắc rồi đó, kèm vô, trời ơi, ăn hết cơm luôn các bạn. Đó. Rồi, xin chào các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký và like và comment cái kênh của mình để mình có động lực để phát triển, mình làm nhiều món khác nữa nha các bạn. Món toàn món nhậu thôi nha, món nhậu mà phụ nữ nhìn vô là phải biết, không biết nhậu mà cũng phải nhậu luôn đó. Rồi, xin chào cả nhà.